Dạ đang đang cho các bạn chân á. Đây này bằng chạy của mình, đây là keo của mình. Mình dạ cho keo vào và chạy đánh đan. Ít cho ca lắm. Đây là bằng chạy đánh đan của mình. Đây là keo của mình. Bạn lấy hang đi. Muôn giỏi thế. Đấy, muôn đánh răng cho khỏi sâu răng nhá. Con sâu răng không ăn sâu, không ăn răng của muôn này. Răng của muôn đẹp này. Răng của muôn xinh, muôn răng trắng lắm. Đấy, đánh cho chết con sâu răng đi nhá. Không cho con sâu răng ăn răng của Moon nữa nha. Đấy, các bạn nhìn thấy bạn Moon đánh răng chưa? Bạn Moon giỏi không? Đấy, bạn Moon nhà mình năm nay mới 2 tuổi. Bạn Moon học trường Sunshine Kids. Bạn Moon học trường mầm non Sunshine Kids. Đấy, bạn Moon ở An Đổ, Bình Lục, Hà Nam. Bạn Moon đánh răng từ năm bạn Moon được 1 tuổi rưỡi. Bây giờ bạn Moon đánh răng quen rồi. Răng của bạn Moon không bị sâu nha. Đấy, các bạn thấy bạn Moon giỏi chưa? Bạn Moon đánh răng đằng trước này. Bạn Moon đánh răng hai bên này. Rồi bạn Moon đánh bên trong của hàm răng này. Đấy. Rồi bạn Moon súc miệng đi nào. Đấy, bạn Moon súc miệng ục 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 này, bạn nhung nhỏ phì. Đấy, bạn Moon giỏi không? Đấy, bạn Moon giỏi quá, các bạn hoan hô bạn Moon nào. Đấy, bạn Moon đánh răng đấy. Các bạn đều học tập bạn Moon nhá. Đấy, các bạn tập và học theo bạn Moon đánh răng. Mỗi sáng đánh răng một lần trước khi đi ngủ vào buổi tối. Đánh răng một lần nữa để cho con sâu răng nó không ăn răng chúng ta nữa. Úi giời ơi. Bạn Moon bé nhưng bạn Moon giỏi lắm. Đấy. Nào, tất cả các bạn bé đều học tập theo bạn Moon vào những buổi sáng và những buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta nên đánh răng xong chúng ta mới đi ngủ, súc miệng sạch sẽ, rửa mặt xong rồi đi ngủ nha. Không có con nước à? Đây, đây nước đây, nước cho bạn mua súc miệng đây. Đấy, bạn Moon giỏi lắm. Xúc thật sạch cho nó hết kem đánh răng đi nhỉ. Thế bạn Moon đánh răng bằng kem đánh răng gì? Đánh Côn gắt à? Trong Moon đánh răng con thỏ. À, Moon đánh răng kem đánh răng con thỏ à? Thế bạn Moon chào các bạn đây nào. Hello. Chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Thế Moon chúc các bạn ngủ ngon nè. Chúc các bạn ngủ ngon. Chào các bạn. Chào các bạn.